Chào anh em nhé. Hôm nay sẽ hướng dẫn tiếp cho anh em cái chi tiết cắm giò đá nhé. Cắm giò đá là giò chân inox cáp lụa nhé, làm theo kiểu Thái Lan, có nghĩa là dành cho chuyên đá đây này. Đấy, nhé, chuyên đá. Thì như các bác biết đấy, là bẫy gà là bẫy đón và bẫy đá. Thì clip trước tôi đã giới thiệu cái cách cắm giò đón. Thì này tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách cắm giò đá nhé. Thì đây là mình chọn cái địa thế của nó này. Đây tôi cắm một gà mồi ở chỗ này. Cái sườn dưới này ấy, là cái phần dưới nhá. Đây là vườn thôi, nhưng mình hình dung ở trên rừng đi. Đây là sườn dưới này, sườn dưới. Cái lườn trên này là phần lườn trên, phần trên cao. Như anh em chơi đã biết, đa phần cũng biết đấy. Theo kinh nghiệm ấy là con gà bổ ấy, bao giờ nó có xuống ấy, nó cũng xuống từ trên nó xuống dưới. Chứ nó không bao giờ nó từ dưới nó lên. Nó độ cảnh giác nó rất là cao. Nó ở trên nó quan sát xuống, nó xuống. Thì giờ mình lườn trên này là sườn trên này. Thì mình dựa vào những cái nùm cây, cái thế ví dụ gốc cây này, mình cắm con gà mồi chỗ này. Bây giờ mình sẽ xác định rằng là con gà mồi nó sẽ về từ phía trên về xuống, và nó sẽ vòng tầm nó sẽ vòng xuống tầm cái nối này. Tầm cái nối này từ gốc cây này xuống tới đây. Đấy. Thì bây giờ một bộ giò đá của mình ấy là thông thường là có 20 chân. Thì mình sẽ dựa thế mình cắm, không cần phải quay kín con gà mồi. Nếu mà các bác có điều kiện có nhiều giò thì quay kín luôn. Thế bây giờ nhá, là mình tôi thì chỉ quay 1/3 phía trên thôi. Thì giờ mình lấy gốc cây này luôn để mình giữ cái dây liên kết. Nhân vật chính hôm nay thực hành cho các bác xem ấy, đó là bạn Chính gà rừng Yên Thế Bắc Giang nhá. Thả bẫy gà chuyên nghiệp, anh em cũng đã giao lưu biết rất là nhiều rồi. Cần chia sẻ kinh nghiệm gì thì cứ liên hệ với Facebook nhá. Thế đây là em cắm từ thôi. Cái cách cắm giò nhá. Cách cắm giò này. À, các bạn này, cắm nó hơi nghiêng. Cắm hơi nghiêng. Em cái dây cáp này xuống đất luôn à? Chạm đất luôn. Đấy nhá. Anh em cắm làm sao cho cái vòng dưới này, cái vòng dưới này của dây cáp này là vừa chạm xuống đất. Cái giò hơi nghiêng một chút. Và cái phía vòng giò sau vừa chạm vào chân của giò trước nhá. Đấy. Và cắm xít vào nhau như này. Đây cắm xít này này. Thì hôm nay là gọi là mô hình thao tác ở vườn cho anh em xem. Còn hôm nào sẽ có cái clip tôi với bạn Chính đi săn bẫy thực tế nhé. Đây là cái giò chuyên dành cho đá nhé, chuyên dành cho đá. Chân inox cáp lụa nhé. Đối với cái chân inox này thì là cắm mọi địa hình. Địa hình nào cũng cắm được, cứng mấy cũng cắm được nhé. Được phải hơn 2 mét không nhỉ? Một cái bộ giò bình thường thì sẽ là 20 chân. 20 chân mà khi anh em cắm lên hết ấy, nó sẽ đạt được khoảng hơn 2 mét nhé. Đây. Đây như vậy là mình xác định là con gà bổ ấy, nó về theo cái nối này. Đây về theo cái nối này. Đây là mình cắm cái vòng giò. Đấy, cắm vòng giò từ gốc bồng xuống đây. Đấy nhá. Là nó sẽ mắc vào đây. Nhưng mà lưu ý là sẽ cắm cách con gà mồi của mình khoảng 20-25cm nhá. 20-25cm. Đấy. Bây giờ tôi lại tiếp tục là cái bộ giò đá nữa mà anh em cũng hay dùng. Đó là cái bộ giò đá theo kiểu Malai. Theo kiểu Malai thì đối với cái bộ này gọi là bộ đa năng, chân đồng cáp xe cũng có, chân inox cáp lụa cũng có. Thì đây bạn Chính sẽ cắm thực tế cho anh xem cái loại giò này luôn nhé. Đây em cắm thẳng vào đi. Đây là ví dụ như cắm tiếp vào một hàng nữa ở đây đi, hàng nữa đây, một ở đây, đây này cắm vào trong luôn này. Còn không thì đây bên này có một bộ rồi. Thì mình sẽ bao tiếp sang bên này một bộ nữa để chống phòng cho nó, con gà bổi nó về theo hướng đấy nhé. Đối với cái loại này nhá. Đối với loại này. Đây này. Anh em cắm hơi nghiêng một chút. Cái này nó là màu ngụy trang. Quay rất là khó nhìn đấy. Quay nhìn kỹ mới thấy cái chân giò đấy.
nó ngụy trang rất là tốt nhá. Cái con gà bổi nó khó phát hiện ra. À, cắm cũng chân sau này, xít lên với chân trước, xít lên với chân trước nhá. Và cắm làm sao cho cái phía đầu cáp này, phía đầu cáp này là vừa chạm đất này nhá, phía đầu cáp này vừa chạm đất, đây, vừa chạm đất nhá. Đây đây, màu cỏ khô ngụy trang rất là tốt. Cắm đây quay mình nhìn kỹ mình mới thấy nhé, con bổi rất là khó phát hiện nhé. Thế ngoài những cái phụ kiện bẫy gà, giò gà, túi gà mồi ra thì bên shop còn rất nhiều các phụ kiện khác cho anh em đi săn nhé. Quần áo ngụy trang này nhé, màu lá khô, kaki cao cấp, đủ các loại khác. Anh em cần thì cứ liên hệ nhé. Thế đây gọi là cái giò mà theo kiểu đá, có nghĩa là khi nào mà con gà mồi vào nó lao vào, con gà bổi nó lao vào đá, gà mồi nó sẽ mắc nhé. Nói chung là cái giò này, giò đa năng thì sẽ dùng được cả đón cả đá nhé. Đấy, dùng cả đón cả đá. Thế đây quan trọng nhất bẫy gà ấy là mình phải có kinh nghiệm, mình phán đoán được rằng là cái con gà bổi nó về theo nối nào nhé, nó về theo nối nào, và cái nước dụ của con gà mồi mình nó tốt hay không, và cái con bổi này nó có bị bể hay không. Ví dụ như là nó quá khôn thì mình phải đón xa một chút nhé. Còn đâu nếu mà con gà bổi nó sung, nó vào nó đá, em ra đây nó mũ, nó sung nó vào nó đá thì đảm bảo là kiểu gì cũng dính. Đó, cứ vào đá là sẽ dính, không bao giờ có chuyện trượt được. Khi các bác đã răng giò chung quanh con mồi rồi thì vào là sẽ dính thôi, không có đường nào mà trượt hết. Đấy nhá, tính làm sao cho con gà mồi của mình nó không có mắc với lại cái hàng giò. Rồi xin cảm ơn em nhá.